đừng có chủ quan vấn đề này, mà yêu cầu thủ tướng tất cả các đồng chí, nhất là đồng chí đồng bằng chỉ đạo. Xin chào các khán giả của Trí Thức Việt. Đại dịch COVID-19 hiện tại vẫn đang làm cho Ấn Độ và một số quốc gia khác chao đảo. Trước tình hình này, chúng ta càng phải thận trọng hơn và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống xấu có thể xảy ra. Tuy nhiên, từ thực tế phòng chống dịch của các quốc gia khác, nhìn lại Việt Nam mới thấy, để đạt được hiệu quả chống dịch như ngày hôm nay, chính là nhờ công sức cùng chung tay, thống nhất, đoàn kết của cả dân tộc ta. Thời gian qua, Việt Nam được cộng đồng quốc tế ca ngợi là một hình mẫu về chống dịch hiệu quả. Trong lúc phải oan mình ứng phó với cơn bão COVID-19, Việt Nam vẫn chia sẻ khó khăn với thế giới, trao tặng các nước trang thiết bị phòng chống dịch, đồng thời phối hợp tổ chức đưa công dân các nước tại Việt Nam và công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước. Chính vì vậy, ấn tượng về một Việt Nam, thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm, ngày càng sâu đậm trong cộng đồng quốc tế. Khác với biến đổi khí hậu hay khủng hoảng di cư bất hợp pháp, COVID-19 gây chết người trên diện rộng chỉ trong thời gian ngắn. Yêu cầu cấp bách trong việc bảo vệ sinh mệnh công dân, không cho phép các quốc gia, tổ chức khu vực và toàn cầu ngồi nhiều ngày trong nghị trường để tranh luận về việc ai chịu trách nhiệm cho tình trạng trái đất nóng lên, ai trả tiền cho việc chống biến đổi khí hậu, hay phải cắt giảm bao nhiêu lượng khí thải. Đại dịch COVID-19 khiến cả thế giới phải có chung cảm giác chúng ta cần ở bên nhau và phải cùng nhau hành động vì mục tiêu và lợi ích chung. Điều này không chỉ có ý nghĩa trong cuộc chiến COVID-19 ở hiện tại mà còn tiếp thêm niềm tin vào sức mạnh tập thể khi thế giới ứng phó với các biến cố trong tương lai. Đại dịch COVID-19 cho thấy hành động sớm khi đối mặt với những thảm họa chưa có tiền lệ là vô cùng quan trọng. Việt Nam là thí dụ điển hình về việc đánh giá rủi ro y tế ngay sau khi có thông tin về các ca nhiễm đầu tiên vào cuối năm 2019. Ngay từ tháng 1 năm 2020, Đảng và Chính phủ đã có chỉ đạo kịp thời, quyết liệt và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân và chính quyền các địa phương. Chính phủ nhanh chóng ra quyết sách đặt sức khỏe và tính mạng của nhân dân lên trên các mục tiêu kinh tế. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 được thành lập với chiến lược chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, cách ly triệt để và điều trị tích cực. Ngày 21 tháng 1 năm 2020, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Đây là những cơ sở để toàn bộ hệ thống chính trị ở tất cả các cấp phối hợp phòng chống đại dịch và là điểm khác biệt của Việt Nam so với nhiều nước trên thế giới. WHO nhận định các biện pháp chống dịch của Việt Nam rất nhanh chóng và hiệu quả. Sau khi Việt Nam bước vào làn sóng COVID-19 lần thứ hai từ ngày 22 tháng 7 năm 2020, nhiều chuyên gia quốc tế đánh giá cao phản ứng của Việt Nam trước đợt lây nhiễm mới. Giáo sư Michael Tooth, nhà dịch tễ học và thành viên nghiên cứu chính tại Viện Burnet ở Australia, cho rằng giống như trong làn sóng COVID-19 đầu tiên, Việt Nam đã phản ứng nhanh và mạnh mẽ khi dịch bệnh đột ngột xuất hiện trở lại tại Đà Nẵng. Giáo sư Rogier Van Dor, Giám đốc khoa học nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford, Anh, bày tỏ ấn tượng trước việc Việt Nam một lần nữa nhanh chóng giám sát chặt chẽ dịch bệnh. Tại Việt Nam, lời kêu gọi mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không những huy động sức mạnh của truyền thống yêu nước, nhân nghĩa của toàn dân tộc mà còn khơi gợi tinh thần quốc tế trong mỗi người dân Việt Nam. Trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo từ ngày 16 tháng 3 năm 2020, người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi tập trung đông người như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng. Vào thời điểm đó, nhiều nơi trên thế giới vẫn tranh luận về việc có cần phải sử dụng khẩu trang hay không. Thậm chí, chủ đề này còn làm bùng phát những bất đồng chính trị. Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo toàn diện đã tạo ra sự tập trung, nhất quán trong việc xây dựng và triển khai các phương án chống dịch cũng như phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. Các chiến lược được thực hiện đồng bộ và kiên trì với bộ máy hành chính được tổ chức thống nhất từ trung ương đến địa phương, cho phép Việt Nam nhanh chóng triển khai các biện pháp chống dịch một cách thống nhất, xuyên suốt và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành. Mặt khác, sự tin tưởng lẫn nhau giữa người dân và giữa người dân với chính quyền góp phần tạo nên hệ miễn dịch tốt nhất, bảo vệ cộng đồng trước sự tấn công của bóng ma COVID-19. Niềm tin giống như chất keo kết dính từng cá nhân, cộng đồng và toàn xã hội trong cuộc chiến với dịch bệnh.
Theo kết quả của cuộc điều tra kéo dài 2 ngày, mùng 9 và ngày mùng 10 tháng 7 năm 2020 của Viện Dư luận Xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, trong số 21.277 người tham gia trả lời, 85% bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ khống chế, dập tắt dịch COVID-19. Đại dịch COVID-19 là đại dịch đầu tiên do một chủng virus corona gây ra. Tổ chức Y tế Thế giới WHO thừa nhận, dù đã chạy đua với thời gian để nghiên cứu virus SARS-CoV-2, nhưng chúng ta vẫn còn nhiều điều chưa biết về chủng virus mới này. Đại dịch COVID-19 là cuộc khủng hoảng y tế ở tầm mức 100 năm qua mới xảy ra một lần. Những tác động của nó sẽ còn kéo dài trong nhiều thập kỷ nữa. Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định đây là kẻ thù nguy hiểm với sự kết hợp của các đặc điểm nguy hiểm, lây lan nhanh chóng và gây chết người. Nó có thể hoạt động trong bóng tối, âm thầm lây lan nếu chúng ta không chú ý. Sau đó nó bất ngờ bùng phát nếu chúng ta không sẵn sàng ứng phó. Bão COVID-19 quét đến đâu, sự rối loạn, ngừng trệ và thậm chí là tê liệt xuất hiện ở đó. Ngay cả những nền kinh tế lớn nhất thế giới như Mỹ, châu Âu cũng lao đao vì đại dịch. Phần lớn các quốc gia đều có thời điểm phải tạm đóng cửa, các chính phủ ban bố lệnh phong tỏa, hạn chế đi lại, yêu cầu giãn cách xã hội. Việc hơn một nửa dân số thế giới phải sống trong tình trạng giãn cách xã hội là chưa từng có tiền lệ. Trong nửa đầu năm 2020, người dân thế giới dần quen với những khẩu hiệu như ở nhà là yêu nước, xin hãy ở yên trong nhà. Họ chẳng còn cách nào khác là hy sinh những nhu cầu cơ bản của cá nhân như đi làm, đến trường, đi du lịch hay gặp gỡ người thân để bảo vệ bản thân và cộng đồng trước kẻ thù COVID-19. Đại dịch COVID-19 còn làm trầm trọng hơn những vấn đề xã hội của thế giới. Các thành tựu giảm nghèo và bình đẳng xã hội mà các quốc gia đã mất hàng thập kỷ để tạo dựng cũng có thể bị đảo ngược bởi COVID-19. Tổ chức viện trợ Oxfam ước tính vào cuối năm nay, 12.000 người có thể chết mỗi ngày do nạn đói liên quan đến COVID-19. Nghèo đói gia tăng sẽ khiến tình trạng bất bình đẳng nới rộng, xã hội ngày càng phân cực, nguồn cơn của vòng xoáy xung đột và mâu thuẫn ở các cấp độ quốc gia và khu vực. Theo Tổ chức Lao động ILO, cuộc khủng hoảng kinh tế và lao động do COVID-19 gây ra có thể làm tăng thêm 25 triệu người thất nghiệp trên toàn cầu. Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva nói rằng thế giới đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất kể từ thời kỳ đại suy thoái vào những năm 30 của thế kỷ trước. Trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu được công bố tháng 6 năm 2020, Ngân hàng Thế giới dự báo nền kinh tế toàn cầu sẽ suy giảm nghiêm trọng ở mức 5,2% trong năm nay do cú sốc nhanh và lớn cùng những biện pháp đóng cửa nền kinh tế nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Điều này đồng nghĩa đây sẽ là cuộc suy thoái kinh tế tồi tệ nhất kể từ chiến tranh thế giới lần thứ hai, với phần lớn các nền kinh tế đang phải trải qua sự sụt giảm sản lượng bình quân đầu người kể từ năm 1870. Hoạt động kinh tế của các nước phát triển sẽ thu hẹp 7% vào năm 2020, trong khi các nền kinh tế đang phát triển và thị trường mới nổi EMDE dự kiến giảm 2,5%, đánh dấu sự sụt giảm lần đầu tiên của nhóm này trong vòng ít nhất 60 năm qua. Các quốc gia chứng kiến dịch bệnh hoành hành dữ dội nhất và những nước phụ thuộc nhiều vào thương mại toàn cầu, du lịch, xuất khẩu hàng hóa và tài chính bên ngoài sẽ bị tác động nặng nề nhất. Thất nghiệp, nợ nần, gián đoạn hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng thực phẩm, cắt giảm viện trợ sẽ kéo theo tình trạng tội phạm gia tăng và tạo áp lực lớn đối với hệ thống an ninh xã hội. Thực tế hiện nay giúp thế giới ngày càng nhận thức rõ chúng ta luôn cùng trên một con thuyền và cách tiếp cận đơn lẻ không thể kiểm soát dịch bệnh một cách hiệu quả. Khi đối diện với một cuộc khủng hoảng chưa từng có, thế giới cần có một hành động đột phá, tương xứng và tăng cường hợp tác để thực thi các giải pháp toàn cầu. Thật đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta từng dạy, đoàn kết là sức mạnh, đúng không nào các bạn? Hãy cùng tham gia thảo luận vấn đề với Tri Thức Việt ngay trong phần bình luận dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!